Trong video ngày hôm nay, mình và tất cả các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Zabbix và cách cấu hình Zabbix trên Ubuntu Server. Đây là trang chủ của Zabbix ha. Thì bây giờ mình sẽ follow theo hướng dẫn của trang chủ để mà cài đặt Zabbix 7.0. Thì mình sẽ chọn vào version là 7.0 và OS của Ubuntu của mình là 22.4. Rồi thì đây là những cái command line hướng dẫn từ Zabbix. Và mình sẽ SSH vào Ubuntu server của mình bằng multi. À, mình đã SSH được thành công. Hiện tại thì Ubuntu Server của mình đang running version là 22.4. Mình sẽ nâng cường mình cài. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ tải cái bucket của Zabbix về. Rồi, mình tải xong rồi thì mình sẽ cài lên. Tiếp theo thì mình sẽ update cho Windows. Bây giờ mình sẽ cài thêm những cái gói Azure. Mình cài xong rồi dần rồi. Bây giờ mình sẽ tạo cái database MySQL cho Zabbix. Thì để vào MySQL thì mình cần phải đặt MySQL trước ha. Mình sẽ cài MySQL đây. Mình sẽ sửa tạm đây nha. Đã chạy rồi. Theo thì bây giờ mình sẽ change cái password. Mình sẽ đổi cái password cho MySQL của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Bắt cuộc thì mình mới đặt xong sẽ nhập lại. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cho Zabbix một user là Zabbix.
trên cái sơ này lại. Tiếp theo mình sẽ cấp quyền cho cái user này trong database. Bây giờ mình sẽ import cái schema và data. Cái phần bắt buộc của database, root của database. Quên nhập lại bắt buộc của user mình mới tạo. Rồi, quá trình import bột sẽ mất một vài phút thì các bạn đợi. Rồi, quá trình import đã xong rồi thì mình sẽ tiến hành là vào lại database và disable. Bây giờ mình sẽ edit lại cái file service-server.config. CMP. Mình sẽ tìm cái dòng là DB bắt buộc. Mình sẽ cái dòng này nha. Khi nãy thì bắt buộc root của database mình đặt là bắt buộc, nên bây giờ mình sẽ nhập nó lại nó là bắt buộc. Rồi mình lên cái file này lại. Bây giờ mình sẽ restart lại các cái agent. Mình sẽ chạy enable lên luôn. Bây giờ mình sẽ check lại service của mình, service server của mình. Đã tiếp cho các bạn. Đã running rồi. Bây giờ mình sẽ check IP. Hiện tại đây là IP của service server của mình. Vậy thì mình sẽ login vào. Rồi, các bạn đã login được thành công vào trang web để mà thiết lập. Rồi, mình sẽ chọn Next. Rồi, các bạn check mọi thứ ở đây ok hết rồi. Next. Rồi, tiếp theo là config database. Thì đây mình có user dynamic của mình đặt. Thì mình sẽ nhập lại để mình đặt là bắt buộc kiểu. Next. Rồi, name thì mình sẽ đặt là đây. Giờ.
Ừ, thì sẽ chọn vào đây Hồ Chí Minh à. Cái thêm này mình sẽ mua xanh thôi, mọi thứ ok rồi thì mình nắng nét rồi. Vậy là đã có thông báo mình đã cài đặt được thành công cái Summit trên là và Summit. Vậy thì mình đã login được vào thành công vào trang chủ của Sabic, vào dashboard của Sabic. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mà ép những cái thiết bị mà mình muốn monitor, ví dụ như là các cái thiết bị mạng hay là các cái máy chủ, thì trên những cái thiết bị đó mình sẽ cài những cái gói Sabic Action và mình sẽ đổ hết tất cả những cái log, những cái traffic, những cái data về lại con Sabic server này để mà thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối video. Nếu các bạn thấy video của mình là bổ ích hay thì cho mình xin một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.